Chào các bạn nhé. Hôm nay Điện Máy Minh Khoa lại giới thiệu với quý vị về lô quạt bế tẹo các bạn nhé. Dùng làm hút là mùi hoặc là quạt mát rất là ok các bạn nhé. Bé nhưng mà có vỏ các bạn nhé. Điện 220, công suất có 15W thôi. Đường kính quạt có 20cm thôi các bạn nhé, 20cm. Cánh nhôm nhé, uốn nắn thoải mái nhé. Đấy, cánh 20cm. Uốn nắn thoải mái, rất tiện lợi cho các bạn nhé. Đấy, không phải lo do vỡ nhé. Siêu bền cho các bạn nhé. Đây là dùng chế quạt hút này, quạt mát này, đều được. Mình để cho các bạn là 180.000 một cái nhé. Các bạn mua thì hãy liên hệ với Điện Máy Minh Khoa, số điện thoại là 0363 893 488 nhé. Số lượng thì mình cũng rất là nhiều. Các bạn thì mua thì cứ nhanh tay không mà hết nhé, nhanh tay gọi điện cho mình nhá. Tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn là lô dây trượt bản 3 của Nhật nhé. Dây trượt bản 3 của Nhật. Dài là thì nó dao động từ 1m1 đến 1m2 nhá. Đây là đây, bộ đầu tiên bản 3 của nó sẽ là dài 1m12 nhé. 1m12. Bộ này thì nó sẽ rơi vào tầm 15 16 cân gì đó đó. Giá 85.000 một kg bạn nhé, 85.000 một kg, vuông 3 luôn các bạn nhé, 85.000 một kg. Bi là bi cánh buồm nhé, rộng 9 dài 10 nhé. Rộng 9 dài 10. Đấy. Bộ thứ hai mình giới thiệu các bạn cũng là bi cánh buồm. Đấy. Cũng dài cũng Z16 nhé. Bộ này 16kg nhé. Giá 85.000 một kg. Bản vuông 3. Bi vẫn là rộng 9, dài 12 nhé. Tiếp theo giới thiệu bạn một bản bi cánh buồm dài 1m2 nhé. Dài 1m2. Bộ này thì cũng 16,5 cân thôi. Dây thì mình bán là 85.000 một kg nhé. Mua thì hãy liên hệ với mình nhé. Số điện thoại là 0363 893 488 nhé. Xin chào các bạn nhé.